Mình đang tới 66 trên đường Tôn Thất Đạm ha, và gặp cái chùa Ấn và mình đã vào để mình tham quan luôn ha. Thì cái máy điện thoại nó hết pin ha, giờ chuyển qua cái máy bé. Rồi chúng ta tham quan từ từ. Bước vào ha, thì vui lòng để dép ở đây ha. Mình có cái khay để mình để dép ở đây nè. Này là ngựa, chung ngựa, ngựa này chắc làm bằng gỗ phủ sơn ha. Rồi qua đây nó có nội quy nè, đền Ấn giáo, Di Thê Đê Du Tha Pani 66 Tôn Thất Thiệp, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đền Ấn giáo Si Thanh Đê Du Tha Pani thờ cúng theo tín ngưỡng, mở cửa hàng ngày từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Riêng những ngày mùng 1 đến mùng 1, 15 âm lịch và ngày tế lễ Ấn giáo mở cửa đến 8 giờ tối. Chúng tôi hết lòng quý trọng quan khách và tín đồ đến viếng đền. Mọi cá nhân trong đền không được phép nhận tiền công quả và quà riêng. Xin quan khách và tín đồ bỏ vào thùng tiền từ thiện. Yêu cầu mọi người bảo vệ tài sản và pho tượng của đền, tôn trọng trật tự, im lặng, không làm ồn ào ảnh hưởng đến việc thờ cúng. Xin miễn vào phòng thờ thánh ở chánh điện. Ban quản trị năm 1993. Đây là bò, cái văn hóa bên đó như thế nào thì không biết ha, mà thờ bò, có con bò và con ngựa hai bên. Thì rất là nhiều kiến này, tấm kiến, và bên đây tấm kiến. Mình vào mấy bên tay, mình đi từ mấy bên tay trái trước ha. Kiến nữa nè, đó đây là kiến nữa, rất là nhiều kiến. Này là Maha Marjanhi, kiến nữa ha. Miếng này chắc là kiến thể hiện cái sự thịnh vượng hay sao đó. Dr. Rabindranath Tagore ha. Văn hóa Ấn Độ ha, Hindu giáo ha. Rồi tay cầm rắn, tay bên kia thì cầm cái gì không biết, dưới cầm dao, cầm sen, cái đầu phôi, ngài đầu phôi, tay cầm sen, tay bên kia cầm cái gì không biết ha. Đó. Xíu ha, còn trong trong kiến, lọng kiến. Đây là đầu voi, mình người đầu voi, 1, 2, 3 tay, 4 tay ha, 4 tay, tay cầm hoa sen, rồi một tay cầm cái bát, về quả gì á, rồi một tay cầm có cái chữ gì á ha, rồi có một tay cầm cái dạng như cái lư chuông vậy đó. Chữ Ấn không à, không có đọc được ha. Đây nè, hai cô gái Ấn cầm sáo thổi ha. Ở dưới là chắc bò quá, bò mà không biết cái này là hai vị gì ha. Đây là cũng là bò ha, bò trắng cầm sáo thổi. Bò được đeo trang sức, ở trên có cái lông cong. Này là cái ngày hồi nãy. Cái này là
sư tử hả ta, đầu sư tử hả? Không biết ha, thôi cứ đi quanh một vòng nữa ha. À, ở đây nó có cái gì thông xuống hả ta, không biết ha. Thờ nè, đó, văn hóa của Ấn nè, tín ngưỡng Ấn nè, rắn hổ mang vòng quanh cổ nè, rồi phía sau một con bò trắng nè, rồi ở phía trước là hổ nè, rồi ở trên đầu là một cái rắn quấn nữa hay gì đó không biết ha. À, nhìn sợ quá ha. Ở phía sau này giống như là cái nơi để ở của các vị đó hay sao, giữ lại giữ đền Tiruvaluva. Buhadet hay là cầm cái đàn à, kiến à, Đông Pháp ở đây sao nhiều kiến quá. À, này là cầm một tay cầm vỏ ốc và một tay cầm cái gì xoay xoay à. Bốn tay ha. Bên này là cả hoa sen, bên này là cái giống như cái gì đó. Ở phía sau này cũng có nữa nè. Thôi mình đi hết cái dãy này đi rồi mình ở phòng ở phía sau. Những cái bức tranh này thờ này rất là nhiều ha. À, đây có nguyên một chiếc xe luôn nè. Không biết là thờ gì ha. Mấy chiếc xe ngựa ha. Đó. Rất là không hiểu được ha, tượng rất là nhiều ở phía trên hạt rồi thiên thần rồi tùm lum hết ha, không biết ha. Đi sơ qua hết mấy cái bức tranh này. Rất là nhiều bức tranh ha. Bằng khen quá chừng. À, đây là kiến ha. À, nó vọng lên phúc đẩy 2 mét bên hông ha. Và bây giờ mình vòng qua đây lại ha. Ở trên đây có lầu nè, thấy có em nào đó đi lên trên lầu. Tí nữa mình đi thử. Rồi mình đi thử rồi. Đi luôn đi, còn cái khúc này lát mình làm. Mình đi lại sau. Đó. Đèn chiếu rất là nhiều mà mình có vôi rồng tùm lum hết ha. Đây đi lên cầu thang màu xanh luôn ha. Đi cái cầu thang này ghê quá, nó mỏng manh quá. À, nó mỏng manh, thật là mỏng manh bằng sắt ha. Rồi tới tường rồi. Ồ, bên này giống như là một cái sân thượng mà mình hay gọi bình thường á. À, rất là rộng rãi. Ồ, cái me có trái à, trái me non nè. Cái me này là không có hột luôn á, nó mới ra me cho nên nó không hột, ăn là chua lè chua lét luôn. À, me này thì chấm nước mắm đường á, mắm đường là khỏi chê, nó với xoài rồi đó ăn rồi. À, để biết me non nó như thế nào. Nguyên hại giải này là trồng me ha. À, cũng hay đó ha, me cái me đấy có trái hết trơn à, đang chắc mùa me quá.
Đó, trái nha. Me này chắc me đậu phộng ha. Trái bé bé không, không thấy trái cao lớn. Hái không được đâu. Rất là mát mẻ và thoải mái. Có một bạn lên đây ngồi, mình không biết một người đi theo ha. Giờ mình lên trên đây, mình thấy cái này. Đây, khung cảnh hùng vĩ ở đây. Mình kết thúc video này, mình qua video mới ha.